Cộng hòa Séc đã ký hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ để mua 250 xe chiến đấu bộ binh CV-90 được mệnh danh là quái vật biến hình của Thụy Điển. Thường được biết đến với hình ảnh siêu cường nhân đạo, ít người để ý rằng Thụy Điển là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, với ngành công nghiệp quốc phòng phát triển vượt bậc, tạo ra một danh sách vũ khí đáng ngạc nhiên cho một quốc gia tương đối nhỏ chỉ với 10 triệu dân. Theo đài Sputnik, quân đội Séc sẽ mua 246 xe chiến đấu Stryfordon 90 của Thụy Điển, bên ngoài Thụy Điển còn được gọi là CV-90, trong một thỏa thuận mới được quốc gia Đông Âu thông qua. Cơ quan quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển, FMV, cho biết thỏa thuận giữa Cộng hòa Séc với B-System Hagland, công ty có trụ sở tại thành phố Onskovic, sẽ có giá trị 22 tỷ krona Thụy Điển, hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận cũng sẽ liên quan đến sự hợp tác liên chính phủ và tích hợp các bộ phận của ngành công nghiệp Séc vào quy trình sản xuất xe. Chúng tôi hoan nghênh một thành viên khác trong sự hợp tác thành công của nhóm người dùng CV-90. Khi một số quốc gia sử dụng và phát triển một hệ thống cùng nhau, điều đó sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho tất cả người dùng như tăng năng lực, tăng tính khả dụng, tăng cơ hội hợp tác vận hành và tất cả đều có chi phí thấp hơn, ông Joachim Wurlin, quan chức phụ trách hoạt động xuất khẩu của FMV cho biết trong một tuyên bố. Xe chiến đấu CV-90 được thiết kế đặc biệt cho điều kiện khí hậu cận Bắc Cực, có khả năng di chuyển tốt trên tuyết và vùng đất ngập nước. Cộng hòa Séc sẽ trở thành quốc gia thứ 9 vận hành xe chiến đấu CV-90. Phương tiện này hiện đang được sử dụng ở Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy, Slovakia, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Thụy Điển cũng đã tặng 50 xe loại này cho Kiev như một phần trong gói vũ khí khổng lồ liên quan đến các hệ thống pháo tự hành, tên lửa và đạn dược. Stryfordon 90 là dòng xe chiến đấu bọc thép bánh xích được thiết kế bởi Cục Quản lý Trang bị Quốc phòng Thụy Điển, cùng với các công ty Hagland và Bofors vào giữa những năm 1980 đến đầu những năm 1990. Chúng được đưa vào phục vụ tại Thụy Điển vào giữa thập niên 1990 và đã trải qua nhiều tiến bộ công nghệ do yêu cầu chiến đấu thay đổi. Được phát triển đặc biệt cho điều kiện khí hậu cận Bắc Cực của Bắc Âu, CV-90 được quảng cáo là có khả năng di chuyển tốt trên tuyết và vùng đất ngập nước khi chở và hỗ trợ từ 6 tháng 8 binh sĩ được vũ trang đầy đủ. Xe có nhiều biến thể với tính năng và cả hình dạng khác lạ, nên còn được mệnh danh là quái vật biến hình. Hiện tại, 1.280 xe chiến đấu Stryfordon 90 với 15 biến thể đang được sử dụng ở 8 quốc gia. Biến thể CV-9040A-B có trọng lượng 23,1 tấn. Biến thể CV-9040C nặng 27,6 tấn. Chiều dài 6,55, 7,0 m. Rộng 3,17, 3,42 m. Cao 2,71, 2,75 m. Kíp điều khiển xe gồm 3 người và có thể mang theo 6, 8 lính bộ binh. Vũ khí phụ gồm súng máy đồng trục 7,62mm và ống phóng đạn khói ngụy trang. Động cơ diesel V8 Scania DS214 hoặc DS216 trang bị cho CV-90 có công suất 550-810 mã lực, cho phép chạy với tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 320 km. Giáp xe chống chịu được đạn xuyên cỡ 14,5mm và lên tới 30mm nếu bổ sung thêm giáp gốm tổng hợp MEXAS. CV-90 có hỏa lực mạnh. CV-9030 là phiên bản xe chiến đấu bộ binh CV-90 được sản xuất dành riêng cho xuất khẩu, trang bị pháo tự động 30mm Bushmaster 2 thay cho Bofors 40mm. Ngoài ra, còn có cả phiên bản xe chiến đấu bộ binh chỉ huy CV-9030 COM. Trong khi đó, CV-90 Armadillo là biến thể xe thiết giáp chở quân có thiết kế khác lạ hoàn toàn, chỉ trang bị súng máy thay vì tháp pháo tự động. Tuy nhiên, CV-90 Armadillo có thể được bổ sung hai mô đun súng phóng lựu bên thành xe nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực. Do trọng lượng nhẹ hơn nên CV-90 Armadillo có vận tốc tối đa lên tới 80 km/h, tầm hoạt động 380 km, mang theo được 8 binh sĩ. Lớp giáp composite trên xe có thể thay đổi nhiệt độ rất nhanh chóng, nhằm tạo ra một mô hình nhiệt tối ưu pha trộn với môi trường xung quanh. CV-90120T là biến thể mạnh nhất của họ xe chiến đấu bộ binh CV-90. CV-90120T có trọng lượng 28 tấn, trang bị tháp pháo Corkero XC8-120HP với pháo nòng trơn 120mm, tốc độ bắn tối đa lên tới 14 phát một phút, có khả năng phóng tên lửa chống tăng Phalarik 120GL ATGM. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.